chúng ta sẽ cùng chờ đợi đội chơi tiếp theo xuất hiện trên sân khấu của chương trình Vui Khỏe Có Ích. Bao gian khó nào quên, càng sáng lên tình người Việt Nam. Khi đất nước gian nan, càng bên gan đồng lòng chung sức. Thiêng liêng là hôn nương, bao cháu con tiếp bước cha ông. Sáng người bên biển Đông, luôn xứng danh dòng máu Lạc Hồng. Mỗi ngọn núi dòng sông là bao chiến công ngày ấy, mỗi một mùa hoa cháy là bao dấu dài nắng mưa, mỗi tiếng trẻ nô đùa là bao ước mơ lấp lánh, mỗi lần vào chân đáy càng thêm kiêu hãnh Việt Nam. Ta mong mãi bình yên xây đắp nên cuộc đời nở hoa. Khi đứng trước phong ba, từng người dân đều là chiến sĩ. Non sông từng một ni, vang tiếng ca quyết chí chung tay. Thắm cờ sao vàng bay, trong trái tim tình ái tràn đầy. Mỗi hạt lúa củ khoai là ta giúp nhau ngày đói. Mỗi một mùa xuân tới là qua bao tối. Mỗi giấc ngủ em hồng là ơn những ai đang thương. Mỗi lần cùng nhau mưa lại vang câu hát Việt Nam. Mỗi lần cùng nhau mưa lại vang câu hát Việt Nam. Tuyệt vời ạ, xin được cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Thưa quý vị các bạn, không biết vừa rồi khi mà thưởng thức ca khúc này thì quý vị các bạn cảm thấy nào? Riêng cá nhân tôi khi đứng ở trong và nghe ca khúc này thì cảm thấy trong đó có những lạc quan. Qua những ngày đông rồi mùa xuân sẽ tới, qua những gian lao khó nhọc chúng ta sẽ đến được những cái điều may mắn và hạnh phúc chờ đợi ở phía trước. Đây là cái ca khúc thứ hai mà mình viết trong cái mùa chống dịch. Ca khúc thứ nhất là bài Đánh Giặc Corona thì đó là một cái ca khúc khác hẳn. Tức là với cái nhạc cũng như là ca từ thì là những cái thông điệp mà truyền thông cho tất cả mọi người dân là chúng ta chống dịch như chống giặc. Có thể nói đây là những cái ca khúc đầu tiên của mọi người mà có thể viết về đại dịch. Và rất may là được sự cộng hưởng, sự lan tỏa của cộng đồng. Và đến bây giờ thì cảm thấy rằng bây giờ là xuống cả loa của phường, của xã. Đấy là cái niềm vui ngoài mong đợi của bản thân mình. Và cái bài hát Câu Hát Việt Nam mà thầy Tuấn vừa hát với chúng ta thì nó lại là một cái ca khúc khác hẳn, khơi dậy tất cả những cái điều gì ở trong truyền thống đánh giặc thắng giặc của dân tộc Việt Nam. Mặc dù là trong bài hát các bạn có thể thấy là không nói một từ nào về dịch cả. Thế nhưng mà dù dịch hay là bất cứ một loại giặc nào thì dân tộc Việt Nam mình cũng có thể chiến thắng. Dạ. Đấy là tinh thần mà bài hát mình muốn, và rất cảm ơn thầy Tuấn đã thể hiện tinh thần bài hát rất là tốt. Vâng, đúng như thế ạ. Xin được thay mặt chương trình cảm ơn hai thầy đã có một cái món quà rất là ý nghĩa tặng khán giả.